chuyển nước rồi đấy, sao chưa về đấy? Ghê à? Ừ, à, bố em nhà chị ấy. Bố em ấy nè, bố em cũng chuyển hai chai, vừa tí nữa chắc chuyển hai chai. Chém đi, chém cái. Bố em bị sốt siêu vi. Thổi đi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh channel của Hana Spa and Clinic. Đấy, hồi em kiếm cái clip em cho chị coi. Nó phải. Hello mọi người. Đậm chất rồi vô. Dám trên này này. Hello everyone, hello everybody. Bạn người nước ngoài không? Chào tiếng Việt làm gì? Thank you for watching my clip. Tiếng Anh xuyên lục địa. Like, share and subscribe my channel. Sao em quay em đứng không vậy em? Nằm xuống đi nghiệp. Dưới không tới vậy chứ. Một tay thôi, chỉ hai tay giữ căng. Có một tay bị rung lắm. Dạ. Ừ, em uống thuốc à? Thuốc gì? Sốt bị sốt siêu vi hả? Vâng. Trời, hai đứa em với Vũ uống nhau sốt siêu vi hay vậy? Nhà em bị cả nhà mà. Vậy hả? Vũ nó đi viện, nó truyền nước luôn, là nhà em là còn nhẹ đấy. Nhưng mà chỉ nhà em chỉ có bố em truyền thôi. Em đâu có truyền đâu. Hưng, tính ra Hưng có nói gì đâu. Nó mới vui. Chỉ có thằng này nói nhiều thôi chứ. Chưa đụng dây nói thôi. Hưng hả? Vâng. Nó nói cũng nhiều á. Chưa gặp đúng cả thôi. Đâu ai nghe em đâu. Vô là biết liền luôn á. Như bật cái quạt như rồi. Nằm cái giường này hơi nóng nha. Thì bật quạt rồi còn nói gì nữa. Thì em có đòi gì đâu. Đuổi xuống giường ấy. Thấy giọng chị khàn luôn không? Thấy khàn. Thấy giọng khác. Để giọng đó. Luôn rồi đó. Giọng biệt đực rồi đó. Không, một năm chị sẽ uống một lần. Một năm uống một lần hả? Ừ. Thế năm nay chưa uống? Chưa. Giờ mày uống? Ủa, năm nay ốm chưa ta? Ốm chưa? Chưa. Thế là giờ ốm? Ừ. Đúng rồi, năm nay chưa. Năm ngoái thôi chứ năm nay chưa. Đó là ở bên chỗ bà Hiền, chị đang làm mà chị đi về luôn mà. Không nói được luôn. Tự dưng buổi chiều nó đang đau họng nha. Đến chiều tối cái là không mở miệng được luôn. Ủa, nhưng mà nhiều khi cũng đâu cần nói đâu ta. Đi làm mà không nói sao được. Nó đau họng mà không nói được luôn, em biết cỡ nào đấy. Mới bị hồi chiều. Cái tối là không nói được luôn. Ừ. Kìa. Ý là trước đó nó đau họng 1-2 ngày rồi. Em tưởng là ở sáng bình thường, chiều đau họng, xong rồi tối cái là không nói được luôn. Khiếp, bệnh nhanh thế. Xong mai khỏi luôn. Ừ, xong mai nói được, đi làm. Ủa, Hùng vậy không sợ F0 nè? Em á hả? Ừ. Không. Bất tử rồi hả? Sợ gì nữa. Bị thì bị rồi đúng không? Đúng rồi, em đã bị rồi. Mới lại em tiêm 2 mũi rồi mà. 2 mũi thì nó vẫn bị bình thường mà. Thì nói chung là cũng vẫn bị nhưng mà nó đỡ sợ hơn. Ở quê sợ chứ giờ vào Sài Gòn sợ gì nữa? Ở Sài Gòn sợ sao đi làm đi đây đi đó rồi. Ừ. Nhưng mà ở quê cũng tùy quê thôi, quê em thì người ta vẫn sợ. Có nhiều ngoài Bắc thì nói làm gì nữa. Ngoài Bắc bây giờ cũng nhiều ca lắm. Ngoài Bắc mà lỡ mà một ca xong lây cho ai đấy thì thôi chứ người ta chửi chắc ba đời luôn cơ. Trời ơi, chửi mà không dám ở nhà luôn ấy. Ừ. Chị không ngóc đầu lên được luôn á. Trời
chửi mà phát xạ luôn, nhưng mà đấy là kiểu người quê mà hay, ai mà chả thế. Xong cái kiểu bây giờ mà bị nhiều quá, bị tràn lan quá như trong Sài Gòn thì nó cũng giống như trong Sài Gòn thôi, người ta cũng hiểu à. Ý là nói vậy chứ còn, nhưng mà trong Sài Gòn á thì còn đỡ, người ta không nói, người ta còn lo, người ta còn chỉ này chỉ kia để uống cho nó hết bệnh á. Ở ngoài quê là người ta chửi lấy được. Cái gì vậy? Mụn hồng là mụn chất lượng luôn á, hồng cục nào cục đấy, to như người của em vậy luôn á. Ai sợ cái đùi em mà trời. Chị An nha, ai dám sợ em ngoài chị An. Rồi sao? Không thích cái gì cho rồi nói nè. No. Chị đẹp gái không? No. Chị đẹp gái không? Không. Không biết đẹp gái chỗ nào nữa. Đối với Hùng chỉ có Hạnh là đẹp nhất thôi. Đúng không Hùng? Trời ơi, chèn ép khách thấy sợ luôn á. Không. Không, em tưởng là phát bữa phát đi rồi mà. Bữa phát rủ em phát đi rồi cho nên em đâu rủ đâu. Phát nó đi qua là nó đi đâu á, tôi ghét gì luôn á. Ghé yeah, có làm mụn không em hay quá trời. Mụn chớp nè, bụng đầy. Nhậu dữ quá mà bữa đi ca tới 1 giờ sáng luôn. Bữa đó em về bằng giờ. Hả? Không đi xe mà. Em đi xe máy mà. Không chở phát mà. Bữa bạn này ngồi kế em hả? Đúng rồi, nó đó. Thấy mặt quen quen. Nói sinh năm 2000 không tin luôn. Nhìn em già đời quá mà. Ai lớn tuổi hơn? Nghiệp. Bạn rồi 2000 nữa. Rất em hả? Lớn hơn 99. Nói vậy mà chị An tin đó. Cái gì về chị An hè? Thật luôn á. Thật luôn á, hai người mập này chứ. Nhớ vụ sập được giường chấn động. Chị An không có mập. Chị An béo thôi. Mày bị đánh đấy Hùng, chị không cản được đâu nha Hùng. Hên là chị An không có biết bữa lấy. Bữa sau chị không cho em cho mày qua đâu ấy. Hên là chị An không có biết lấy mụn chứ. Chị An không biết lấy mụn em đâu dám nói vậy. Đang lấy, chị Hoài đang lấy mụn cái. Chị An kêu đi ra. Để chị lấy cho. Thay mấy quần luôn, sao không có quần mặc luôn á. Mặc váy á chứ. Nói mà cái mặt nó di chuyển không đâm kim được luôn á. Đâm đại đi. Chị đi sửa mũi cho hả? Chị đi sửa chi vậy? Chị An đang đòi đi sửa mũi mà cho, chị không cho đi ạ. Cho đẹp hả chị An? Cho đẹp. Trời ơi. Chứ chị sửa cái gì cũng có đẹp được đâu. Chị đập mặt đi xây lại hả? À, không. À, giờ chị An chỉ có nước đi đậu thai thôi chứ. Trời ơi, đất thánh thần ơi. Đậu thai đi đỡ tốn tiền đi sửa, hiểu không? Mặt có làm sao để tự nhiên. Im. Đi. Nó nói mà mặt nó chạy lên chạy xuống không lấy được luôn á. Mặt sao để vậy chị An? Nữa. Người ta bà đã bảo là im rồi. Đi sửa. Thì giờ không đẹp phải chịu sửa này. Thật luôn á. Ok là. Chị cản sáng nhờ luôn á. Giờ chị có đang vui không? Hạnh phúc không?
Không, chị An sợ về lúc đấy hẹn hẹn cứ gây chuyện gì là chị có muốn em đâm gãy mũi chị không? Chị phải nghe về, chị phải sợ đi đường tự nhiên té phát đập đập mũi xuống gãy mất cái mũi. Sao mình phải bỏ tiền để mình khổ? Ngủ cũng lo lắng là không biết có bị đè lên mũi gãy không, rồi mất ngủ nữa. Nói chứ cha mẹ sinh sao đẻ vậy luôn đi cho rồi, sửa làm gì. Thà xấu thì không nói đúng không, đâu có xấu đâu đúng không? Cũng được mà, chỉ có điều là hơi ế lâu tí thôi. Đang mà, người ta đang khen cái mũi ông ơi. Chị sợ là chị để mà tự nhiên cái không có ai cưới rồi chị à. Chị sửa làm gì. Thôi thôi thôi, được rồi. Thấy chưa thấy ai ủng hộ chị An đi sửa mũi. Ủa nhưng mà chị An đó đi sửa thiệt hay thiệt chứ đùa thiệt à? Hả? Thôi. Bà nói sáng giờ chị cản không là đi rồi. Thôi đừng có đi sửa. Tính tới ai cũng cản luôn á. Nói chứ đâu có cần thiết đâu. Cái mũi đâu có xấu đâu đúng không? Thì nhìn tỷ lệ khuôn mặt chị An cũng bình thường mà, đâu có xấu đâu. Nhưng mà hơi nặng tí thôi. Cái mục đích của chị An đi sửa mũi là để cho đẹp á hả? Trời, thấy người ta sửa đẹp nhưng mà đâu có nghĩa là chị sửa sẽ đẹp, đúng không? Vào miệng hùng là thôi ấy. Chị An bỏ ý định. Sửa hết mấy chục rồi chị An? Ủa sao rẻ vậy ta? Em tưởng cũng phải 70-80 á. Vậy rẻ vậy đi đúng không? Thôi đừng có đi. Tôi quyết tâm nó cạn luôn rồi. Một con sửa còn ba con làm. Hơn xong sửa còn đắt hơn nữa. Kêu Hùng không nói chuyện mà không bình yên được mấy giây luôn đó. Bị như được 5 giây với lại nói tiếp. Nó sang đây để nói chuyện mà, thì sao vậy? Lấy mụn là phụ thôi. Chủ yếu là sao bữa nay mặt em nhiều mụn như Hùng? Em đã bảo là em uống thuốc. Tức ghê. Tức mà rớt nước mắt. Được rồi. Tức mà rớt nước mắt luôn. Trời ơi, người ta nói vậy, nói tránh đi, chị An lộ liễu quá. Lấy mụn đau không? Đau chứ. Không đau chứ. Ây da. Không, cái bài hàm nó đau ghê. À vậy mụn em này của em quá trời luôn đó không? Đau mệt run luôn. Tại nó chứ chị đè sang rồi nó cứ ngoẹ sang đó chứ. Khó nào nghe em. Nhậu không Hùng? Trời ơi, muốn rớt nước mắt luôn, nhậu gì nổi. Thì mình lấy xong rồi mình nhậu. Hùng chưa bao giờ thấy mà nó cho nó uống say luôn nha. Sợ mất đời trai à? Ai mà cho em uống say được. Không uống đấy đâu mà say. Thì thế. Ai mời em cũng đâu uống đâu. Bữa trước đó chắc làm gì uống ly nào. Dạ, đúng rồi, hôm bữa em đâu uống ly nào đâu. Trời. Không uống giọt nào luôn chứ ly nào gì. Rồi chứ xe bữa bị gì? Xe bữa nó bị chảy nước mát. Ủa, xe bị sao à? Xe chắc là chạy nóng quá, nó bị chảy nước mát hay là lúc mà em chở phát nó sập quá, nó bị... Phát nó mập quá à? Xúc cái ống nước ra hả? Chắc là bị xúc hay sao em cũng chưa biết nữa. Không đi sửa à? Chưa có đi nói bố nữa. Bố đang ốm mà nói cái chắc cạo đầu luôn quá. Ủa lâu lắm rồi mà. Bây giờ không chạy à? Không, bữa giờ em đâu chạy, bố em ốm mà đâu có chạy xe đó. Giờ bố em đâu có đi xe đó. Gỡ mặt nạ ra coi làm sao.
Để hôm nào dẫn đi sửa. Trời ơi, Phát sửa xe đó. Phát sửa xe. Phát không có làm cái đó. Bữa em hỏi Phát, Phát nói là làm cái đó mất thời gian đó. Phát nó không có tâm, nó không làm cho em. Không, kêu chợ nó mập quá nó mới bị hư xe thì nó phải làm như chứ. Không mất đâu, đâu có đứt đâu. Hai cái bên quai hàm trời ơi, nhiều mà nó đau. Im. Đau lên tivi mà đau với chẳng không đau. Thật luôn á. Tivi cắt bỏ khúc này giùm em nha. Thì cắt đi thì lòng tiếng vô cái đoạn em nói đau nè. Thôi đừng có nói nữa. Em nói mà hoài không thể đâm kim được. Thật luôn á. Dùng theo cái mỏ của em. Nãy giờ nói im mấy lần rồi đó. Ủa, quán Phát bà nên nó có bán được không ta? Còn mà bữa rủ em qua nhậu nè. Mà em có qua đâu? Có nhậu đâu qua chị? Qua ăn không à? Ốm ăn uống gì được? Ăn thì yếu. Ai? Em. Bữa nay không ăn nhiều hả? Bữa em đi em ăn có được nhiêu đâu? Tại ốm mà ăn có được nhiêu đâu? Mày nó ốm ấy. Mà cái bàn Hùng ngồi có ai ăn đâu. Đúng rồi, có Phát nhậu ông. Phát nhậu đâu, không bao giờ nó ăn rồi đó. Rồi, ăn mì tôm ở nhà rồi. Nó chuyên gia mà. Rồi còn ông nào nữa ta, ai ngồi kế bên Phát ta? Triều. Cũng không ăn mấy. Nói chung là cái bàn của em ngồi có mình em ăn à. Em cũng biết lựa bàn đấy. Phải biết lựa chứ. Lựa cái bà nào mà không ăn toàn nhậu không á. Không ăn chứ không bỏ đồ ăn phí lắm. Bữa đó cũng đâu có bỏ gì lắm không? Bữa đó bỏ cái gì ta? Bỏ cái món khoai môn á. Chả khoai môn chiên ở dưới toàn khoai môn chiên không à. Ủa thì có khoai môn mà. Ăn mà nó ngọt ngọt đó, không ăn nổi luôn á. Kết nhất món tôm sắp thái nè. Bữa nay chị ăn có một con, nước một con luôn. Bữa nay em ăn 3-4 con gì ạ? Con sắp thái ngon hả anh? Trời ơi em. Em phải ăn mấy món nào hào, tốt rồi. Cái đồ sống là em ăn không được rồi đó. Không, chị bình thường chị ăn nhưng mà lúc này chị ăn được. Không, nhưng mà cái hôm đó tôm nướng bóc vỏ ra ăn ngon nha. Chứ bình thường em đi nhiều quán á, bóc vỏ tôm nướng ra ăn nó nhạt lắm, nó không có vị gì hết trơn. Tôm tươi. Tôm tươi mà nó ướp ngon nè. Hình như tôm đến 500 mấy một ký á. Đắt phết. Bữa đó mua 2 ký mà. Ủa 2 ký tôm mà nướng được có 3 đĩa như thế hả? Đâu, một ký sốt thái đó. À, ý là cái sốt thái đó tôm mình mua, mình đặt ở nó luôn hả? Chứ không phải là nó bán thêm một phần tôm sốt thái như vậy hả? Không, một ký á. Ví dụ như một đĩa của nó là 3 lượng. À, bình thường nó bán sẽ bán một phần là 3 lượng, à, 3 lượng một phần. À. Chị em người ta nói chuyện người ta nghe hiểu được rồi. Đâu có cần chính xác đâu chị em. Ủa 3 lượng cũng đúng mà. 3 lượng hay là 3 lạng thì nó cũng là 3 thôi. Chọc bả xíu hồi và đấm nhớ. Ủa hôm bữa chị Hoài kêu mua cái bánh trứng muối, cái là cái bánh vuông lan trứng muối bình thường hả? Trời nó ơi. Có lớp bánh sinh nhật mà.
Nhưng mà cái bánh nó phải đặt, bánh sinh nhật bông lan trứng muối phải đặt cơ. Em mới phát ra có một cái tiệm nhưng mà nó nằm trên quận nhất cơ, đi muộn quá thôi khỏi mua. Ừ. Thật luôn hả? Thằng Khánh nói cái bữa nào nó qua nó mua cho em mà. Bánh trứng muối tùy chỗ ăn ngon thôi. Bữa đi mua cái bánh sinh nhật rồi không nhớ chị Hoài bao nhiêu tuổi nữa. Thật luôn á. Còn mấy đứa em tốt ghê. Không, em không nhớ là 28 hay 29 nữa. Ừ. Mẹ bắt về sớm á, tại đang ốm mà mẹ đâu có cho đi muộn đâu. Em có mấy khi em đi muộn đâu. Hết chưa? Chưa chưa. Con trang hoa của mẹ luôn á. Khách nói là sao không liên lạc được với shipper. Không, à, mà sao điện thoại không được. Mẹ bắt về là còn đỡ, bố để bố bắt về là chắc cái đầu mất tóc luôn quá. Nhưng mà hả? À, đi á thì ví dụ mà đi khoảng 11 giờ về đâu, chứ còn hôm bữa phát đi chơi tới okay, okay. Tới 1 giờ đêm lại. Đi muộn quá nhưng em đâu có giờ em đi đến giờ đó đâu. Có. Năm ngoái hả? Ừ. Năm ngoái là do tất niên. Tất niên thì đi được, với lại cái hôm mà ở Sipa đến 2 giờ sáng nè. Từ hôm đó lần về sợ luôn á. Đó ở ngoài có tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ á. Bố em thức nha, không ngủ nhưng mà không mở cửa em đứng ngoài á. Vãi. Thì để sáng sáng về luôn. Ủa bữa đó sáng sáng mới về mà. Đâu, cái hôm đấy là nhậu đến 2 giờ sáng em chở Phát về đó. Cái hôm mà chị nó có gù ở đây đau lắm á. Chưa đụng mà. Kiểu nó sưng. Mà chưa thấy cục nào luôn á. Cục nào? Em không biết nhưng mà dí vẫn đau lắm. Đây à? Đúng rồi. Nó thấy cục nào sưng sưng đâu ta. Dí vào đau lắm á. Đây đúng không? Người hàng vô không thấy gì. Em nó chưa ra Hùng ơi. Cục này nó mới mọc lên. À ai da. Đau lắm mà em không biết thì... Không không, cái cục đó nó đau thiệt á. Nó đang sưng sưng, nó mơi hơi nhú lên à. Đúng rồi, nó đau lắm, 2 ngày à, không thấy cái cục bụng đau hết á. Là nhà chập tiết vậy. Đau thật mà, nó đau lắm. Đi lên lấy coi nó có ra không à. Không, về nó sưng lên liền luôn á. Cục này không ra được. Mới sưng rồi. Ừ. Ra đây, để thuốc đi. Rồi. Rồi, mụn này. Tạm biệt mọi người. Muốn ở đó thì thôi luôn.